Mến chào anh em đang xem kênh ha. Chúc ngày Chủ nhật vui vẻ bên gia đình nha anh em. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng nha anh em. Cũng đã đến lượt định kỳ mình phòng và trị bỏ trĩ cho những cây mai của mình rồi ha. Thì sau khi ra Tết, những cây mà chơi hoa Tết cũng xả tàn, những cây không chơi hoa cũng nên xả tàn và lạc hết lá. Thì bây giờ, tại thời điểm bây giờ, cây có lá non rất nhiều nha anh em. Thì mình phải phòng định kỳ, thông thường thì 6 ngày một lần hoặc 7 ngày một lần là tối đa anh em. Anh em để lâu quá thì nó cắn hết các ngọn lá, mình thì nhìn nó xấu lắm, nó cong, nó quéo rồi lum hết. Còn mình phòng thì nó sẽ tốt hơn, đỡ hơn. Nhưng không phải tới giờ mình mới bắt đầu phun bò trĩ đâu anh em ha. Từ lúc mà cây nó bắt đầu chớm thôi, nó nứt thôi là mình phải phun rồi. Nói tóm lại là sau khi anh em cắt cành xả tàn khoảng chừng 3 hôm là anh em phải buộc phải phun phòng, mặc dù cây chưa nứt. Phòng cho chứ không thôi là khi mà nó nứt, mới nứt mầm nhỏ là bị bọ trĩ tấn công rồi đó. Giả sử như cây mà nó chỉ mới nứt nhẹ như thế này thôi mà trước giờ anh em chưa phun thì bây giờ anh em phun là đã trễ rồi anh em. Có thể là những mầm nhỏ này là nó bị bọ trĩ chích rồi. Cái anh em phun cái sau này lá lớn lên cái nó cong, nó quéo, cái nó ủa sao tôi vẫn phun mà sao mà nó bị, tại vì nó bị chích trước. Thì những anh em khán giả nào mà đang chăm cùng nhịp với mình á, cùng những loại thuốc mà của mình đang xài, tại mình có rất nhiều anh em lấy thuốc nguyên bộ từ đầu năm tới cuối năm xài chung với mình luôn á. Thì coi như đây là clip mà mình nhắc anh em thôi ha, ngày này làm hoặc là ngày mai làm ha. Mình làm clip này coi như là một cái lịch trình mà mình gửi cho anh em ha, thay lời nhắc gửi cho anh em để anh em cùng làm với mình, chứ chẳng có gì kỳ bí hay là thần bí gì trong này cả nè. Rất đơn giản, phun thuốc bò trĩ. Thì trước giờ mình hay là phun thuốc mũi hành, nhưng mà mình gửi cho anh em rất nhiều loại thuốc bò trĩ nha nè. Bây giờ mình sẽ đến với một cái loại thuốc là B41 này, mình cũng hay gửi cho anh em nè, để anh em biết cái liều lượng xài luôn ha. Và khi mà phun phòng bò trĩ thì anh em cũng cộng chung các loại trung vi lượng mà anh em có để vào, để cho giúp cho lá non này nè, sau khi sau này nó lớn lên thì nó sẽ lớn hơn và nó dày hơn anh em, tránh được hiện tượng vàng lá gân xanh. Một tí mình tới với trung vi lượng ha. Thuốc này, thuốc bò trĩ, nó gói này 9g nha anh em. Cái gói này thường thường mình ghi mình gửi cho anh em là pha với từ 40 đến 45 lít nước đó. Anh em nào pha nhiều thì hết gói, còn không tự chia nhỏ ra nha. Mình chia 2 hoặc chia 4 hoặc chia 8 là gì đó thì mình đổ ra hết trơn đi, mình lấy cây đổ ra rang giấy cái mình gạt ha. Còn cái gói kẽm ma nhiên này nè thì mình cũng đã gửi đủ bộ cho anh em rồi đó, thì lôi ra xài ha. Nó giúp cho lá nó lớn hơn, dày hơn và nó xanh hơn, tránh được hiện tượng vàng lá gân xanh đó nè. Thành phần của nó thì gồm kẽm và ma nhiên thôi. Cái gói này là có trọng lượng là 50g nha nè ha. Thì mình pha với 50 lít nước. Anh em nào xài ít, xài không hết thì đổ vào cái lọ như thế này nè, rồi lấy bút lông ghi lên, rồi mình xài từ từ. Thì riêng đối với những cây của mình á, thì mỗi lần mình phun á, là khoảng một thùng B nha nè, thì 18 lít nước ha. Thì cái thùng 18 lít nước mình pha khoảng chừng 18g. Anh em tự chia nha. Đó, 18g theo mình ước lượng là khoảng một nắp này. Nắp này là nắp của mình nha anh em. Anh em có nắp lớn hơn thì tự cân đo đong đếm chia ra lại ha. Thì cái loại trung vi lượng này á, hoặc là anh em xài loại nào đó thì phun 2 lần trên mỗi cơi đọt thôi ha. Phun kèm chung với bò trĩ. Còn bò trĩ thì bắt đầu từ đây về sau mỗi tuần phải phun một lần đó. Gói này thì phun cho 40 lít nước. Thì mình pha vào số B thì mình chưa được nửa gói. Thì mình xài không hết thì mình cũng cắt ra rồi cho vào cái lọ để dễ bảo quản anh ạ. Đổ hết ra luôn nha. Đổ hết cái gói vào trong lọ này để mình ước lượng từ từ ha, là chút nữa mình đổ ra chưa được nửa gói thôi. Riêng gói này thì mình xài khoảng 2,5 lần. Còn những anh em nào xài ít á, thì kiếm cái muỗng sữa chua á, anh em đong hết cái gói này bao nhiêu muỗng, rồi từ đó anh em tính ra một muỗng là bao nhiêu lít nước ha. Giả sử như mình lường được 5 muỗng sữa chua thì một muỗng như vậy thì mình pha được 8 lít, 8 5 40. Còn anh em pha 4 lít thì anh em lấy nửa muỗng thôi. Cho nước vào rồi đủ cái liều lượng nước của mình,
rồi quánh thật đều lên nha nè. Đó, rồi mình mới cho ngược vào bình đem phun ha. Và anh em mới tập 100 cây á, thì nhớ điều này ha, khi tuy là mình phun nhưng mà mình đừng có pha trực tiếp vào bình phun ha, pha riêng ở bên phía ngoài cái thùng hay cái thau hay là cái gì dụng cụ nào đó, rồi đánh thật đều lên rồi mới cho ngược vào bình nha anh em. Đừng có làm biến, pha trực tiếp vào bình là dễ bị phạm phân phạm thuốc lắm đó. Bên cạnh đó mình cũng có cái mẹo nhỏ để dành cho những anh em nào mà mới biết kênh của mình ha. Khi mình phun thuốc bò trĩ hay là nhện đỏ rồi đó, mình sẽ thêm một xíu là nước rửa chén anh em, để tăng độ bám dính lên trên các cái loại mình muốn trị như nhện đỏ nè hay là bò trĩ. Thì riêng bình 18 lít anh em ước lượng cho khoảng chừng 1,5 muỗng. Mình ăn cơm ăn phở rồi gì đó, khoảng 1,5 muỗng nha. Rồi mình đổ nước vào. Anh em đổ chung vào nãy giờ quậy cũng được, nhưng mà nó sẽ lên bọt rồi khó cho vào bình lắm. Riêng cái loại thuốc trị bò trĩ thì nó cũng đã có bọt luôn rồi nha nè. Cái này không biết phải bọt mà bọt xà phòng không biết phải không nữa nha, nhưng mà ít. Đánh đều lên như vậy rồi múc cho vào bình là đem đi phun được ha. Có nhiều anh em á thì nói chung là hơi làm biến xíu, cho trực tiếp vào bình rồi mới đổ nước vào, thì lúc đó cái lượng thuốc đậm đặc đầu tiên á, ha, nó sẽ tràn lên cái ống trước đó, có khả năng tràn lên ống trước. Thì khi anh em phun á, những cây đầu tiên dễ bị cháy lá phạm phân phạm thuốc đó. Phân bón anh em phun phân bón cũng vẫn vậy, vẫn phải pha ra ngoài rồi chiều cực xíu, đánh đều lên rồi cho ngược vào bình là an toàn ha. Đương nhiên phải đúng liều lượng rồi. Còn khi mà phun bò trĩ hoặc là phân bón là gì cũng vẫn vậy, lựa lúc mà trời mát anh em, nghĩa là sáng sớm hoặc chiều tối trời mát ha. Mình thì ban đêm thì mình làm clip không được, cho nên mình phải phun lúc bữa sáng sớm ha. Vẫn bị bọt tràn lên đây, nhưng mà cũng may nó cũng vừa hết luôn rồi. Đó, mỗi khi mình tưới phân hay là phun thuốc đồ gì cũng vẫn vậy, đều là những loại mà mình gửi cho anh em ấy nha. Là combo mà xài từ đầu năm tới cuối năm mình gửi cho anh em á, thì mình chỉ xài trên những loại đó thôi, cho những cây của mình luôn. Cho nên cây của mình mà trị được hay không trị được, hoặc là nó tốt hay nó xấu thì anh em đều có thể quan sát được ha. Còn mà anh em làm khác thì cây của anh em sao thì mình không biết nha. Lúc này thì cây nó còn trống, ít lá thì rất là dễ phun bò trĩ ha. Còn sau này đi thêm vài cây đọt nữa thì cây nó lá nó nhiều rồi thì phải phun thật kỹ nha nè, và phun từ dưới lên mới được. Khi mình phun thuốc bò trĩ là con sâu ăn lá tự động nó chết rồi nha nè. Còn nếu mà anh em sử dụng thuốc sâu nào đó vẫn trị được con sâu, nhưng mà chưa chắc gì con bò trĩ chết đâu ha. Vừa làm mà vừa quay để anh em xem thì một tay làm nó hơi khó ha. Nhưng mà trên sân của mình hiện tại bây giờ chỉ còn vài cây thôi ha. Thì để anh em tiện theo dõi, kiểm tra. Mỗi lần mình làm clip thì mình đều quay lại tất cả các cây của trên sân của mình để anh em kiểm tra sao nó có hiệu quả như thế nào, xài những loại phân thuốc đó nó hiệu quả hay không hiệu quả, hoặc là trị được bò trĩ hay không trị được bò trĩ thì anh em đều kiểm tra được nha. Thôi, clip đến đây mình cũng đã nói hết ý hết lời rồi nha anh em. Giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Còn anh em nào muốn làm theo cái nhịp của mình, chăm theo cùng nhịp của mình, hoặc muốn biết cái lịch trình là gì đó, thì phải ấn vào đăng ký, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả ha. Thì mỗi khi mình làm bất kỳ cái việc gì trên cây mai thì mình up lên YouTube. YouTube sẽ báo về máy cho anh em. Thì anh em có quyền xem hoặc không. Nhưng mà anh em biết cái cách phun rồi đó, thì không cần xem cũng được. Thôi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.